Vợ chồng Thư Kỳ và hai bản hit Làm gì có ai thương em như anh và anh không là duy nhất. Thư Kỳ và Phùng Đức Luân là cặp đôi vàng của làng giải trí. Trước khi quyết định ở bên nhau, cả hai từng có khoảng thời gian 20 năm làm bạn thân. Trong show Đào Hoa Ổ, nữ diễn viên hài Lạt Mục Dương Tử khen Phùng Đức Luân đẹp trai. Cô cũng thay mặt nhiều người hỏi rằng vì sao 20 năm trước Thư Kỳ và Phùng Đức Luân không ở bên nhau. Lúc này, Thư Kỳ đã thú nhận lý do thực sự khiến cô không ở bên Phùng Đức Luân trước đó là vì nam diễn viên không đủ đẹp trai. Thư Kỳ tuyên bố, Phùng Đức Luân thực sự đáng ghét. Lúc nào anh ấy cũng làm như mình đẹp trai lắm. Anh ấy nên biết rằng lúc mới vào nghề, tôi từng hợp tác với Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ đó. Làm gì tới lượt anh ý? Trong khi bị vợ cà khịa, Phùng Đức Luân lại hoàn toàn tuyên bố trái ngược. Trong một chương trình truyền hình, khi MC hỏi có phải anh thấy Thư Kỳ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới không, Phùng Đức Luân đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Nhiều fan Việt trêu đùa vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân như đang hát liên khúc của Tóc Tiên. Nếu Phùng Đức Luân chọn bài Có ai thương em như anh, thì Thư Kỳ hát anh không phải duy nhất.